Quý vị đang theo dõi bản tin thể thao trên kênh Mưa Bóng Đá. Những thông tin mới nhất về thể thao trong nước và quốc tế luôn được chúng tôi cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chính ngày sau đây. Cổ động viên toàn Đông Nam Á chê bai huấn luyện viên Trussier, yêu cầu thầy Park thay thế, U22 Việt Nam gây thất vọng tràn trề. U22 Việt Nam đã thua đau đớn trước Indonesia ở bán kết SEA Games 2023. Việt Nam đã liên tiếp để cho đối thủ dẫn trước nhưng đã nỗ lực gỡ hòa. Trong 30 phút cuối, Việt Nam có lợi thế hơn người. Tuy nhiên, việc mải mê tấn công đã khiến cho các học trò của ông Trussier phải trả giá bằng bàn thua thứ 3 trong phút bù giờ. Việt Nam đã trở thành cựu vương sau 2 lần vô địch SEA Games liên tiếp. Trận thua từ bán kết ngay lập tức khiến cho U22 Việt Nam phải đón nhận sự phẫn nộ từ cổ động viên đội nhà. Ông Park Hang-seo đúng là không biết tấn công nhưng giỏi thủ. Thời của ông Park chỉ có đội tuyển Thái Lan mới làm tan tác hàng thủ của chúng ta mà thôi. Cơ bản Việt Nam đá quá nóng vội, cơ hội trước mắt nhưng không tận dụng được. Dù sao đây cũng là một khởi đầu ổn với ông Trussier. Hy vọng ông sẽ gặt hái được quả ngọt trong thời gian tới. Một tài khoản khác thì đánh giá, tôi xem bóng đá nhiều năm rồi, hôm nay tôi mới thấy một đội bóng phòng ngự trước những quả ném biên bằng cách đưa người ra chắn. Lâu lắm rồi mới thấy ấm ức vì một trận thua kiểu này. Thật sự, chúng ta cần phải nhìn nhận lứa này còn yếu và non lắm. Có một cổ động viên thì cho rằng Việt Nam đã tự tin không đúng lúc, háo thắng và không đá chắc, trong khi chúng ta có lợi thế đá hơn người. Chuyên gia Nguyễn Sĩ Hiển cũng đã cho rằng, khó hiểu, bình luận đâu cần phải vội vàng để dâng lên. Khi mà lùi về, làm sao có sức nữa? Bốn cầu thủ áo trắng để cho một cầu thủ Indo lách người rồi dứt điểm. Bài học hôm nay sẽ còn lưu lại cho những lứa trẻ sau này. Chúng ta đã quá mải mê hút bóng vào tấn công. Những cú sút cũng rất vội vàng. Tôi cho rằng các cầu thủ còn quá non kinh nghiệm. Dòng trạng thái đòi ông Trussier từ trước cũng đã xuất hiện mật độ dày đặc trên báo chí cũng như mạng xã hội. Đa phần ý kiến đều cho rằng ông trong mối quan hệ so sánh với ông Park Hang-seo, đồng thời tỏ ý tiếc nuối thời kỳ vàng son với rất nhiều thành tích của ông thầy người Hàn Quốc. Áp lực trên vị huấn luyện viên người Pháp cực kỳ lớn, việc dẫn dắt lứa U22 Việt Nam không có những cầu thủ vượt trội. Kể cả chất lượng, nhân sự cũng khá yếu, khiến cho kết quả dừng chân trước chung kết được giới chuyên môn dự đoán ngay khi SEA Games bắt đầu. Sau khoảng 2 tháng dẫn dắt Việt Nam, cuối cùng ông Trussier mới lộ ra những điểm khác biệt cơ bản nhất về triết lý bóng đá so với thời của ông Park. Cụ thể, khi đến Việt Nam vào tháng 10 2017, ông Park Hang-seo đã bày tỏ quan điểm, nếu hàng thủ giữ sạch lưới thì chúng ta chỉ cần một bàn là chiến thắng, còn nếu hàng thủ thủng lưới thì dù hàng công ghi 2-3 bàn cũng chưa chắc chắn là thắng được. Thực tế, dưới thời của ông Park, cái nền hàng thủ được gia cố rất vững chắc và ổn định trong mọi cấp độ đội tuyển và bóng đá Việt Nam đã trải qua những giai đoạn thành công. Dưới thời vị huấn luyện viên người Pháp thì lại làm điều ngược lại. Ông Trussier vẫn giữ được nguyên sơ đồ với đội hình ba trung vệ đã thành công dưới thời ông Park nhưng lại đầu tư nhiều hơn cho hàng công. Trong 4 trận vòng bảng, chỉ có duy nhất trận thắng Lào 2-0 là Việt Nam không để thủng lưới, 3 trận còn lại thì đều nhận một bàn thua. Trong khi báo chí đã nói về những vấn đề lỗ hổng nơi hàng thủ, ông Trussier vẫn thản nhiên đáp, đó là điều bình thường. Khi chúng tôi lên bóng tấn công, đội hình được mở rộng và đương nhiên xuất hiện những khoảng trống. Chúng tôi có thể thua một bàn nhưng sẽ ghi hai bàn. Các bạn thấy các trận đấu ở ngoại hạng Anh vẫn thường có tỷ số cao 3-2, 4-3. Việt Nam thắng 5-4 thì tôi cũng rất hài lòng. Với tư duy của ông thì đó cũng là một tư duy của người Brazil vốn đề cao lối chơi tấn công và cống hiến. Thực tế ai cũng nhìn thấy những khoảng trống vị trí giữa trung vệ lệch trái Tuấn Tài và cầu thủ chạy cánh là Minh Trọng trong đội hình của Việt Nam. Trong trận bán kết với Indo chiều nay, ông Trussier chỉ thay đổi một vị trí nơi hàng thủ, vị trí trung vệ lệch phải với sự xuất hiện của Ngọc Thắng. Cụ thể, đội hình của Việt Nam bao gồm Văn Chuẩn, bộ ba trung vệ Ngọc Thắng, Quang Thịnh, Tuấn Tài, hai cầu thủ chạy cánh Văn Cường, Minh Trọng, bộ đôi tiền vệ trung tâm Thái Sơn, Đức Phú, bộ ba tiền đạo Thanh Nhàn, Văn Tùng, Văn Đô. Việt Nam đã nhập cuộc chậm, chắc nhưng Indonesia đã bất ngờ có bàn thắng vừa lên phút thứ 11. Đó là một tình huống sàn dựng quen thuộc với những pha thực hiện ném biên tuyệt chiêu ở bên phía cánh phải của Pratama Ahan. U22 Việt Nam đã lường trước được tình huống này do đã quá hiểu về cách ném biên của cầu thủ này, nhưng trong pha bóng này thì Indo đã làm quá tốt. Bàn dẫn trước giúp Indo tự tin hơn và có những pha nằm sân gây ức chế cho Việt Nam.
Nhưng thời điểm khó khăn, các học trò của ông Trise lại có được một sự lạnh lùng cần thiết. Indo chỉ thoát thua khi hàng thủ hình thành một bức tường và chặn được pha quay người sút bóng của Văn Tùng phút thứ 36, chứ không thể đứng vững trong tình huống sau đó. Từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng được chuyền ra cho Đức Phú, tạt vào vòng cấm và Văn Tùng đã có một cú đánh đầu ngược xong, hiểm hóc và hạ được thủ môn của đội bạn, gỡ hòa 1-1. Sau giờ nghỉ, vị huấn luyện viên người Pháp đã có những thay đổi người, làm mới bên hai cánh và tuyến giữa. Công đến vào sân thấy chỗ cho Văn Cường, Đức Phú được chuyển sang chạy cánh. Công đến đã đá cặp cùng với tiền vệ trung tâm là Thái Sơn. Nhưng những ý đồ của ông Chuse chưa được thực hiện cụ thể hóa thì Indo lại có bàn vừa lên dẫn trước. Một lần nữa, Pratama Ahan lại có cú sút ném biên cực kỳ hiểm, buộc cho Văn Chuẩn để bóng ra. Marcelino đã dứt điểm ở ngoài vòng cấm và bóng tới sân của Ferrari, đổi hướng và sải lưới của Việt Nam. Trong thế đó, Việt Nam đã nỗ lực gia tăng sức ép, bước ngoặt đến từ phút 60 khi mà máy ném biên Pratama Ahan nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Ông Chuse ngay lập tức chơi tất tay và tăng cường hàng công khi Khuất Văn Khang, Văn Trường thấy chỗ cho Đức Phú và Minh Trọng. Trong khoảng 30 phút cuối trận, Việt Nam chơi với sơ đồ 3-5-2 với bộ đôi tiền đạo Văn Trường, Văn Tùng, bộ ba tiền vệ là Văn Đô, Công Đến, Thái Sơn, đôi cánh là Văn Khang, Thanh Nhàn. Phút 71, ông đã buộc phải thay đổi bất đắc dĩ khi mà Thanh Nhàn bị đau, nhường chỗ cho Đinh Xuân Tiến và Văn Đô được đưa sang chạy cánh phải. Và rồi những nỗ lực không biết mệt mỏi của Việt Nam đã được đền đáp phút 80. Ngọc Thắng đã tạt bóng bên cánh phải, Văn Tùng đã sút hụt cận thành, tạo ra một tình huống lộn xộn. Bóng tiếp tục đập chân Xuân Tiến rồi tìm tới chân của hậu vệ Amirudin. Phản lưới nhà đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Ưu thế hơn người, Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình. Nhưng đó cũng là những triết lý, những lúc mà ông Chuse sẽ phải trả giá như là một quy luật tất yếu của bóng đá. Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công và chịu thua cay đắng ở phút 90+6 từ một tình huống phản công sắc sảo của phía Indo. Cầu thủ của Indo đã sút chéo góc hiểm hóc ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2. Việt Nam sẽ có trận đấu tranh huy chương đồng vào lúc 16 giờ vào 3 ngày tới và đây cũng sẽ là cơ hội cuối cùng để thầy trò ông Chuse cứu một kỳ SEA Games không như mong đợi.